Hello, hình ảnh các bạn đang nhìn là một cái công trình của nhà dân ạ à, Ở Sóc Sơn Nhà mình đã thi công về bố trí cảnh quan và trồng cây Bao gồm cả việc thi công trồng luôn ạ à. Các bạn có nhu cầu mà muốn thuê thiết kế cảnh quan Cung cấp cây xanh và thi công trồng cây như thế này Thì vui lòng liên hệ Số điện thoại là 097 bảy 3 ạ Ngoài cái công trình như các bạn đang nhìn ở trên màn hình thì nhà mình đã từng thi công ví dụ như là thiết kế đồi tùng này thiết kế bể cá không gian xung quanh bể cá coi này hoặc là thiết kế sân vườn hoặc là tư vấn về trồng các cái loại cây cho cái giai đoạn là 5 năm, 10 năm Các bạn có nhu cầu muốn thiết kế cảnh quan này mua cây này và thuê thi công thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 097 năm ạ Cảm ơn các bạn